Không đọc chuyện nhiều chửi. À, đúng rồi. Đấy mà chị vấn đề này nó nói thử em không chứ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ bông hoa nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ cỏ ba lá nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Để hai lúc lúc này gần gần đúng rồi. Đúng tay hay chứ? Rồi bên này lọ đây điện thoại bên này.
Bây giờ mình sẽ chặt hạt vào nha. Không muốn tìm hạt không một người nó đấy, một người nó cái thằng nó đỡ thì một người nó đủ nghe. Nó bên kia đó. Đây nhá, đây là chiếc vòng của mình. Chị ơi, chiếc vòng của mình. Đấy, kiếm video của mình cho người ta nói. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Các bạn ơi, chúc mừng mọi người đã hoàn thành video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.